Xin chào các bác và anh em. Thì lâu lắm rồi em mới có tiếp tục làm cái video để làm về cái chủ đề là so sánh giữa hai mẫu loa. Đấy. Thì thực sự là cái lô TB này về nó quá hot các bác ạ. Rất là nhiều các bác đã đặt hàng bên em. Đấy. Cũng số lượng rất là nhiều và cũng có rất là nhiều bác là đang 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 có ý định là muốn sở hữu nó, muốn đặt hàng nó và cũng không biết được là cái âm thanh của nó như thế nào, nó hay như thế nào, hay là so sánh với cả những cái loa nào để các bác có thể là đưa ra được cái nhận định tốt nhất, đúng không? Có nhiều bác hỏi là các cái dòng này thì bát nó đánh nó có mạnh hay không, nó có đánh uy lực hay không. Thì em xin thưa với các bác một câu ấy, các bác mua loa full, các bác đừng tìm những đôi loa bát quá nhiều. Đấy, em xin thưa với các bác một câu là như vậy. Tại sao? Bát bây giờ mình có trầm rồi, nhà bác nào cũng có trầm, mua trầm rồi, đúng không? Loa full chỉ cần nó đánh giải được từ khoảng tầm 80 Hz trở lên thì như thế những cái đôi loa của các bác tiếng rất là hay, rất là bay. Chứ các bác mua cái loa bát đánh nhiều làm gì? Bát nó đánh nhiều, dao động nhiều thì cái giải trung âm của nó sẽ rất là kém, nó không thể nào hay được. Đấy, nên đừng bao giờ đi mua loa full. Mà khi các bác đã có trầm rồi thì đừng bao giờ hỏi là bát nó có hay hay không. Mà hãy tìm hiểu những đôi loa lời nó tốt, lời nó bay, nó sáng, nó trong trẻo, nó chi tiết, nó sắc sảo. Đấy. Thì thôi, hôm nay em sẽ so sánh BNC và Vital cái nào xứng đáng tầm tiền để các bác đầu tư, đúng không? Ở đây này em sẽ so sánh với cái phân khúc khoảng xem tầm giá nhau nhá. Ví dụ như đôi Vital này ở thị trường thì có nơi bán 15 triệu rưỡi, có nơi bán 16 triệu. Đấy, nhưng em nói luôn là bên em bán cái đôi này bán cho các bác là 14 triệu. Là sử dụng Phyto 12PR300. Bát này là pick là 600W. Đấy, và check của nó là Phyto HF 104, pick của nó là 80W, 8 ohm. Đây là pick nhá. Còn RMS của nó là 40W thôi, con check là RMS 40W và con bát này RMS là 300W. Được chưa? Đấy, là giá đôi này khoảng 14 triệu. Và cái đôi TB này thì em đang bán cho các bác với cái định giá nó khoảng 13 triệu các bác nhá. Gọi là rẻ hơn đôi Phyto này 1 triệu. Và cái quan trọng bây giờ ấy là so sánh về chất âm, đúng không? Về cái giá tiền thì thực ra nó xem nhau 1 triệu với cái thực sự là đối với các bác bỏ hơn hơn chục triệu ra mua một đôi loa thì 1 triệu nó không thành vấn đề. Đấy là em theo cái quan điểm của em. Đấy, 1 triệu thì thực ra mình cố lên được. Bớt một hai bữa bia đi là có 1 triệu, đúng không? Cái đấy không thành vấn đề, gọi là hai cái nó so sánh ngang ngang tiền đi. Thì mình sẽ so sánh về chất âm, đúng không? Đầu tiên thì em sẽ so sánh về cái linh kiện trước đi. Thấy nhá, so sánh về củ check trước. Củ check của TB sao, củ này là củ BNC. BNC xịn, họng gang các bác nhá. Họng gang rất là xịn rồi. Đấy. Họng gang rất là xịn. Còn đây là của hãng Phyto Italy, BNC Italy. Đấy, họng này là họng nhựa của Phyto. Thực ra là bảo họng nhựa có xịn bằng họng gang hay là nó họng gang nó xịn hơn họng nhựa thì nói luôn là em cũng không dám bình phẩm ở đây. Vì loa xịn đến ngay Nexo Adamson Outline đều loa Tây nó vẫn dùng họng nhựa, đúng không? Họng gang hay họng nhựa, cái quan trọng bây giờ mình phải nói với nhau là quan trọng nó thể hiện ra sao. Đấy, tôi bất biết là các anh dùng cái gì, quan trọng là hai anh này nó thể hiện chất âm như thế nào, đấy là điều quan trọng, đúng không? Nhưng mà các bác cứ nhìn thấy họng gang là các bác thích rồi, đúng không? Vì nó võ nó keng keng, nó chất, nó chắc, đúng không? Đấy rồi, của check này là 40W, RMS 40W nhá. Cái dòng check Phyto này này nó hay ghi là pick nhá, là max là 80W, nhưng con này là 40W thôi. Còn như con TB sao này, con check này là 50W và max của nó là 100W. Có nghĩa là công suất của check của con này nó đã nhỉnh hơn con này khoảng khoảng 20W là max rồi. Còn giờ mà S là nó nhỉnh hơn khoảng 10W, có nghĩa là con check này nó sẽ to hơn được con check này. Đấy. Được chưa? Thứ hai là đến cái bát. Cái bát này là 12PR300, max của nó là 600W, 8 ohm. Cái này thì các bác cứ vào hãng các bác check nhá, nó là thông số max là 638 ohm thì RMS của nó chỉ là 300W thôi. Đấy. Còn bọn BNC thì nó thường thường nó sẽ ghi là công suất RMS chứ nó không ghi công suất max. Đấy, như con này thì công suất của nó sẽ là 400W ở 8 ohm thì có nghĩa là cái bát này thì công suất nó sẽ mạnh hơn con này. Đấy, bát BNC đây, cho các bác nào chưa biết thì các bác có thể là ngắm lược lại.
Được chưa? Đấy. Đây nội thất bên trong. Thôi, cái bên trong này em cũng không cần quay nhiều. Phần tần đây. Nha, phần tần của con TB sao. TB em bán 13 triệu đây. Đây, phần tần của con này thì rất là khủng. Phần tần con này to khủng khiếp luôn. Phải tủ to. Đấy, về phần phần kích thước thùng. Được chưa? Phần kích thước thùng thì Phaeto nó sẽ cao hơn một chút. Gần như nó cũng chỉ chênh nhau một tí thôi, không đáng kể. Coi như là bằng nhau đi. Được chưa các bác? Phaeto và BNC cái nào hay hơn? Bây giờ em sẽ mời các bác cùng đi nghe và đánh giá nhá. Ok, thì ở đây em sẽ so sánh cho các bác TB và Phaeto. Thì trước khi em so sánh thì em vẫn phải nói một câu là mọi sự so sánh nó đều là khập khiễng. Mỗi một mẫu loa nó sẽ cho ra một chất âm khác nhau. Một cái chất âm mà nhà hãng nó mong muốn, nó muốn hướng đến khách hàng là gì, đúng không? Thì em sẽ thử ngay tiếng mic. Đây là chiếc loa TB. Em đang nói bằng loa TB các bác nhé. Và đây là loa Phaeto. Đấy. 1 2 6 1 2 6 4 7 1 2. Đây là loa TB 1 2 6 4 7 1 2. Ở cái vang này là em bypass luôn nhá. Bypass luôn, hoàn toàn là phẳng, không căn chỉnh gì cả. Hey 6 6 6 hê hê sáu một hai hai. Đấy, bây giờ em sẽ thử tiếng nhạc luôn nhá, loa Phaeto trước này. Quay sang loa TV. Đây các bác vừa nghe một chút về nhạc không lời nhá. Em sẽ chuyển về chế độ mà em chuyển về đây chế độ số 1 đi. Là em đã tăng tiếng check của nó lên một chút để các bác nghe thêm này. Các bác nghe thế nào ạ? Nói chung là mỗi bác sẽ có một cái ý kiến khác nhau đúng không? Mỗi bác sẽ có một cái cảm nhận khác nhau đấy. Có sự khác biệt đấy các bác nhé. Khi các bác nghe kỹ, các bác sẽ có cảm nhận được. Theo đánh giá khách quan của em nhé, thế nào nhỉ? Thực sự đầu tiên em phải nói là cả hai sản phẩm này hiện tại em đang bán, em đang có sẵn, em đang bán cho các bác. Các bác thích mua sản phẩm nào cũng được, tùy ý của các bác. Nhưng em sẽ có
cái chia sẻ như này này. Đối với loa Vital thì nó sẽ cái phần trung âm và phần giải chép của nó chỉ là ở cái gọi là cái mức mạnh, nó đánh rất là mạnh. Đấy, nó tạo ra được cái tiếng chép mạnh để các bác phù hợp đánh những các bản nhạc sweeping, bản nhạc nhạc có nghĩa là những cái bản nhạc mạnh. Đấy, còn đối với loa TB thì nó sẽ thiên hướng về cái phần chép của nó. Các bác nghe kỹ mà xem. Các bác có tai nghe, các bác đeo vào nghe nó rất là lanh tanh. Cái chép BNC và cái nó cộng hưởng với cả cái họng chép của nó. Em thấy nó khá là mịn và nghe nó rất là mượt. Nó mượt giống như kiểu Adamson, như kiểu em đang nghe ở trên Adamson. Đấy, cái phần chép của nó thực sự là em rất xứng đáng, gọi là rất xứng đáng. Đấy, còn loa Vital cũng rất là ngon, rất là hay. Đấy, đối với những bác mà chơi nhạc sàn, nhạc gimmick mạnh, đánh Vital rất là ngon, không có gì để chê. Nhưng đối với các bác mà nghe những cái bản nhạc như vừa nãy em có bật đấy, thì lại TB thì theo cái quan điểm của em thì TB em đánh giá nó cao hơn. Đánh giá cao hơn nhé. Thì bây giờ em sẽ mở các bác ca khúc của nhạc có lời đi. Mở một ca khúc của ca sĩ Phương Phương Thảo các bác nhé. Phương Phương Thảo. Để các bác nghe về cái phần lời của ca sĩ, nghe xem như thế nào nhé. Đợt màu xanh đi. Đây, các bác sẽ nghe thử nhá. Em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu, em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong được tỏ bày. Dẫu yêu em đau không em khi ta nay đã rời tay. Đúng không? Các bác có thể nghe, đeo tai nghe và nghe thì theo ý kiến của em nhá, về nếu mà nghe những cái dòng nhạc này và nghe cái phần về cái tiếng chép của lời ca ấy, thì cái loa TB thì nó sẽ cái chép của nó rất là lanh tanh. Mà nghe nó cảm giác nó dịu, các bác nghe nó dịu, nó rất là nó dễ chịu. Đấy, còn các bác chơi loa Vital thì sẽ thiên hướng về nó cái tiếng chép và giải của nó ra nó rất là bạo lực, nó mạnh. Nó có nghĩa là đánh nó cảm giác nó xối xả của người các bác. Đấy. Mỗi cái nó sẽ có một cái hay riêng. Thực ra là hai đôi loa này thực sự nếu mà so sánh với cả những các cái dòng loa khác ấy, thì nó vượt trội hơn đấy các bác ạ. Nhưng mà đây em đang đưa đến cho các bác hai cái bộ loa nó khá là cao cấp, ở hàng loa gọi là sản xuất tại China. Đấy, sản xuất tại China, hai con này là khá là cao cấp rồi. Thì để các bác đưa ra cái nhận định. Đấy, các bác thích loại nào cũng được, loại nào em vẫn có mà. Đây 14 triệu này, đây 13 triệu một cặp này. Các bác thích loại nào thì liên hệ với em nhé. Thì các bác hãy đưa ra cái quan điểm của mình, yêu thích loại nào hơn, nghe cảm giác nó sướng hơn. Đấy, thì hãy cho em cái bình luận ở bên dưới để em có thể biết nhá các bác nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi hết cái video mà em đăng lên này. Và bác nào có nhu cầu đặt hàng alo cho em qua số điện thoại 0978 790655.